Con thứ hai người dẫn cho này ở đâu này? Anh ở đây. Anh ở đây bạn em ạ. Bạn gì? Dạ đây là bạn của em. Anh Đồng. Đi đi. Đây là người của em ạ. Hello tất cả các bạn, mình là Hoàng em. Chào tất cả các bạn nhá, mình là Phương Anh nhá. Ok, thế bây giờ hôm nay là mình làm một clip là Phương Anh chưa bảo gì mình. Em bảo gì đây? Trai. Bây giờ đây chồng cũng hết 7, hết 8 phần này. Dài nhà người ta đi dài hàng triệu. Ôi, bây giờ thằng bạn anh là giờ vừa mới đến đây cho gái anh nhá. Thì bây giờ em chỉ bảo bài gì? Bảo anh này là người, bây giờ bảo anh này là người yêu cũ của em đi. À. Chứ là rất yêu cũ của em. Được nhỉ, được đấy nhỉ. Tôi ngủ suốt từ sáng rồi nó đang làm gì đâu. Mình chỉ đứng ở đây xem cùng dáng người yêu cũ. Đúng. Chị đấy. Chị đâu? Chị. Thôi bây giờ lại ngồi ăn cho bà. Lại ngồi ạ. Bây giờ nhá, bây giờ chôn nhà. Hay là bây giờ anh bảo cả cậu. À bây giờ anh không bị lời lắc. Anh bảo các anh em cùng ở trên kia kìa. Bảo là bây giờ nhá. Giờ và bảo là thằng này nhá. Người yêu cũ của mày phải không? Nhưng mà mày lại có anh Hảo đấy nhá. Xong rồi mày dắt thằng này vào như gầu thân mật như gầu đấy. Yêu nhau ấy. Đó. Tôi đang ngồi chưa phải tính trên kia. Đang ngồi ngủ. À đang ngủ. Đang ngủ á? Ừ. Thế em mới cay ra thế là còn hay chôn em rồi, em phải chôn lại chứ. Thì mày tìm mẹ thằng khác mới yêu chứ. Mấy giờ rồi. Chờ đi đi luôn, nói anh hiểu lắm rồi. Đi. Thế thằng này hiểu vấn đề chưa? Hiểu rồi. Hiểu. Đi. Hiểu đi. Ok. Ui ui, kiểu ngã bạn ơi. Tao chết cho mà. Đi có à? Ông mày đang ngồi xem đi. Bây giờ anh bảo nhá. Bây giờ mày về thằng này đấy. Bây giờ hai đứa mày nào bảo nào thân mật chỗ này lớn mặt. Chứ chúng mày đi và như kiểu là thằng này vẫn là bạn anh mà. Chúng mày về. À hai đứa mày về. Đi được khoác khoác. Chuẩn bị quay lại. Chuẩn bị quay lại mà.
đi, mày là đâu thế? Khách đến nhà chơi với tôi bằng nữa. Ô em đi đây. Sao cái xô nên nhỏ nó rất nhiều cũ. Nhưng mà yên lại chưa hay là chỉ yêu cũ rồi. Cô em sắp về ạ. Sắp gì? Sắp quay lại. Cái gì? Em biết tao là ai mà sắp quay lại. Em không biết, nó bỏ anh với Dương mà. Cái thằng lang thang chung cô ba ấy, ở đâu chui vào đây đấy. Dạ. Cô ba cho em không tôn trọng nó à? Thế lần sau các bạn phải vào đây từng mơ tôi tôn trọng nữa. Mang người của mày vào đây mày bảo tôn trọng quá. Tin tao. Xong đấy ghế đang đang ngủ. Buồn lắm em ơi. Không phải phải ghế trong ngồi chứ. Anh trai. Đất đi, một tảng đất đi. Quay. Anh đúng này. Ông mày hiền nhỉ? Nghe em đứng nào. Em đứng nào. Anh nhớ rồi anh nó. Anh đứng cho bạn em là đứng. Quay. Đây là anh. Xin. Đi nhớ mẹ ngứa mắt. Mày có bảo gì không? Anh cứ thử cơ hội em bắt được con luôn luôn. Anh thích không? Có à, con trai đẹp ấy, mang về luôn. Chú chú quá. Này, thích quay lại người đi ra ngoài nha. Nhiều cu vậy, anh ạ. Nhiều cu vậy, anh ạ. Chắc là từ hôm đến chơi với anh. Nhiều cu của nhiều cu. Nè, mà cũng là anh sẽ phải. Ấy, ở đâu vậy, anh ở đâu vậy? Em ở ngay anh đứng đợi. Mày nhìn hai cái làn sân này, làm cái gì trước quá ở đâu đấy. Không, anh em mới đi buồn về thì em thôi anh ơi thì không phải là em chủ ở đây chồng khác thôi ơi em bảo ra đây tao bảo cái loại mày thì cứ đi cái đạo ấy mày sao mày lại có đội gì các em thấy em vừa đi tù 2 năm về đấy thôi em đi lính không đi tù mày bao nhiêu đi lính ông đi tù không đó đi tù cái gì nào bao nhiêu đi lính em không em anh nghìn anh cho anh đi 2000 giờ đi lính 2000 giờ về chứ đi lính nào chài áo hồng và miếng đúng lắm. Nếu mà đi lính như anh đang làm gì giờ cũng phải về giữ dân giờ mới đi lính đấy. Nhưng mà thôi. Nhưng mà yêu mà mình lấy làm gì? Quay vào bên tài chính này bây giờ. Anh không nói chuyện thật thùng giấy cho bạn chơi mà. Bạn chơi với mình em ổn. Mình nghĩ sao? Hả? Nhưng mà nghĩa cũ đấy. Đến chơi với mình nghĩa cũ này em phải xài rồi. Nhưng mà bùa lại tay để cười gì? Mà đi xài. Đây, hồi tặng này này. Chào. Anh này có lên sao đâu? Cười ghế. Ờ, chứ sao? Sao? Đây thì bây giờ thầy hôm nay nó bị làm sao cũng ngỏ. Nó lên cả sợ đéo mai cứ... Ra đi nhà. Nhà con phố, bố làm gì cơ à? Sợ thằng nào? Quẩn mà tao. Kinh hả? Quẩn anh ấy. Anh kia mày vào đây mày bình cận thằng Hàm ấy. Cận thằng Hàm, cứ cận thằng Hàm. Nên bà tao đi. Rồi, bố nhà tôi thả nào. Tôi cao biết nhé. Ê, nó cao á. Cao, cao, cao. Chui. Anh mày dám môi vừa lên hát ngồi xuống cho tôi nào chắc xem là nào cho anh củ cái tôi vừa cầm cái này múa lên anh em trả đi 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 làm gì ơi nếu em phải ngắn mà nếu anh người thật muốn gì em được chơi với anh tôi rồi hồi dài nó chơi rồi.
Xuống đi làm thành người cũ luôn. Đi nghe cười đấy. Anh có nhìn được cười nhưng mà anh tao cũng cười. Anh nào mà tao cũng nhỉ. Mày là anh nghĩa cũng anh chú ơi, tao bảo anh cười. Chào để bạn. Bạn mình sợ bị đấm lắm rồi, mình đi về luôn đấy. Chào mọi người, video của mình đến đây là kết thúc nha. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bạn nào có ý tưởng hay thì bình luận xuống dưới để mình thực hiện. Xuân Anh Hào tiếp nhá. Bye. Chào các bạn.